Chào các bạn, tôi là Lệ Khanh, chuyên gia phong thủy. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cách chọn đất để làm nhà. Chọn đất làm nhà vô cùng quan trọng. Rất nhiều người sai lầm trong việc chọn đất. Ví dụ như là chọn đất chuẩn bị xây nhà mới tìm đến thầy phong thủy. Như vậy là một sai lầm rất lớn. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta đã chuẩn bị vật liệu làm nhà, xây dựng nhà ở rồi, thầy đến đo và kiểm tra đất và đất cũng đạt được các yêu cầu, như vậy lúc đó thầy bảo bạn là thay đổi hay là bán đi bỏ đi thì nhiều gia chủ sẽ rất là băn khoăn. Vậy chọn đất là như thế nào? Tức là chọn đất là ta phải đến để xem cái mảnh đất đó trước đã có được hay không thì ta mới mua để làm nhà. Vậy những yếu tố nào sẽ quyết định đến cái việc chúng ta chọn được một mảnh đất đẹp? Sau đây tôi sẽ phân tích các yếu tố quan trọng, chia sẻ cùng với mọi người để mọi người có cách lựa chọn cho mình mảnh đất xây nhà đại cát đại lợi. Một ngôi nhà ấy mà muốn xây dựng có nhiều lộc và đại cát đại lợi thì phải đảm bảo các yếu tố như sau. Thứ nhất là về hình thế. Mọi người quan sát, đây là một mảnh đất. Như vậy là về hình thế ta quan sát cái gì? Cái trước mặt được gọi là chi trước. Theo phái hình thế thì trước mặt là phải thông thoáng, có ao, hồ, đường, sông. Phía sau được gọi là gì? Viền vũ. Viền vũ thường là có gì? Núi cao hoặc là tòa nhà cao. Đó. Bên trái được gọi là thanh long. Thanh long thì động và cao. Như vậy là bên tay trái tôi hiện nay là có một ngã tư rất là lớn. Như vậy nếu như chọn mảnh đất này, chọn mảnh đất này thì bên tay trái này có một ngã tư lớn là bảo bảo yếu tố thanh long. Bên tay phải là gọi là bạch hổ. Bạch hổ thì cần gì? Cần tĩnh và thấp. Như vậy với mảnh đất này khi mà các công trình chưa xây dựng ấy, các yếu tố mà ta đứng đấy là rất tốt. Về ban đầu là rất tốt. Đấy là cái trường phái về hình thế. Tức là khi chúng ta mua đất, trước tiên chúng ta phải quan sát về hình thế xung quanh đã. Yếu tố này có đảm tốt hay không? Ví dụ như một căn nhà đang xây dựng bên kia, cái ngã 6, cái ngã 4 này ở bên phải của căn nhà. Như vậy là về xét về ban đầu là bạch hổ ở bên phải đâu. Như vậy là khi chắc là tốt. Vậy bây giờ ta xét sang cái nội dung quan trọng thứ hai. Đó là gì? Đó là đo độ. Chúng ta sẽ đến để đo độ cái mảnh đất này. Như vậy mảnh đất này là thuộc số độ là 59 độ. Vậy được gọi là Đông Bắc. Khi ta xét về số độ của mảnh đất thì ta xét các yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là gì? Đó là nó có phạm những cái yếu tố sát hay không. Vậy thì cái hình thái non đầu lúc nãy ta quan sát ấy, ta tính ấy, thì đối với cái nhà đang xây dựng kia chẳng hạn, trước các cái ngã tư này nó đã gì? Đã xấu với lại cái ngôi nhà đó, có khi nó lại rất tốt. Đó, như vậy ta xét đối với mảnh đất này. Nhà này thì tọa gì? Tọa khôn hướng cấn. Vậy là nếu như ở phía gì, phía Sơn Mão là phía đông mà có gì, mà có ngã tư thì là phạm gì? Phạm bát sát, đây là phạm lớn nhất. Như vậy là ta quan sát ở phía đông này, ta không thấy một gì, không thấy một ngã tư hay không thấy con đường, không thấy một con đường lớn, ngã tư lớn hoặc là ao hồ sông. Như vậy là đất này không phạm về bát sát. Thứ hai là số độ 59 độ này có phạm về không vong, không phùng không. Như vậy là cái số độ này là gì? Chính hướng. Chính hướng thì nó sẽ tốt, không phạm vào vị trí về không vong không phùng. Có hai cái tuyến độ rất xấu, đó là gì? Tiểu không vong và đại không vong. Tiểu không vong là nó giao giữa hai tuyến, và đại không vong là giao giữa hai hướng. Đấy, như số độ nó rất là nguy hiểm nếu như chúng ta chọn vào. Vậy số độ này gì? Bảo đảm rất là tốt. Đấy là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba của chọn đất là gì? Khi mà ta đảm bảo hai yếu tố trước rồi thì ta chuyển sang yếu tố thứ ba, đó là kiểm tra về
địa khí của đất. Để kiểm tra địa khí đất có hai cách để kiểm tra. Thứ nhất là dùng gì? Thước tầm long để kiểm tra xem là trên mảnh đất này có tia xạ xấu hay không. Đấy. Hai là kiểm tra xem là có mạch nước ngầm xấu ảnh hưởng đến đất hay không. Ba là kiểm tra chỉ số bovit của đất. Sau đây tôi sẽ thực hành kiểm tra cái tia xạ của đất bằng thước tầm long và đo chỉ số bovit đất này. Đây là thước tầm long. Tôi sẽ đi vòng quanh cái khu đất mà tôi đang dự kiến lựa chọn cho một gia chủ, kiểm tra xem là cái đất này nó có tia xạ xấu hay không. Như vậy là cái khu đất này khi kiểm tra về tia xạ thì gần như không có tia xạ xấu. Vậy đất này là đất bảo đảm được về chất lượng về chất đất. Sau đây tôi kiểm tra về cái chỉ số Ovit. Thì Ovit là có thể kiểm tra để phát hiện ra gì? Phát hiện ra đất này là đất có hồ mả hay không này. Đất này có tạp chất như kiểu là đáy nó là ao hồ chẳng hạn, thì nó có chứa nhiều gì? Chứa rất nhiều cái tạp chất, khi đổ đất lên thì nó không thể hết được. Như vậy tôi vừa đo chỉ số Ovit của đất này. Chỉ số Ovit của đất này còn gần 9.000. Vậy đất này có gì? Là đất tốt để sinh sống. Xét về tổng thể, hôm nay tôi chia sẻ cái nội dung để chọn một mảnh đất làm nhà. Các yếu tố quan trọng bao gồm gì? Hình thế. Yếu tố thứ hai là bao gồm số độ đất có phạm các phương pháp bên ngoài hay không. Yếu tố thứ ba là yếu tố về gì? Về chất lượng của khu đất và chỉ số Ovit của đất. Như vậy là kết luận rằng khu đất này hoàn toàn có thể gì? Hoàn toàn có thể xây dựng làm nhà ở cát lậu. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Vậy khi gia chủ có nhu cầu mua để chọn một suất đất làm nhà thì gia chủ hết sức lưu ý các yếu tố trên. Nếu như mình không có thông thuộc, không hiểu hết về phong thủy thì có thể mời một chuyên gia phong thủy có uy tín để giúp mình chọn cho mình một đất tốt cho xây dựng nhà ở. Tôi có thể chia sẻ thêm cho mọi người một nội dung thế này. Cách đây khoảng độ 3 năm tôi xem cho một ngôi nhà. Khi mà kiểm tra ngôi nhà xong thì tôi kết luận thế này. Trong ngôi nhà này thì địa hình và yếu tố độ hướng nó quyết định được hai vấn đề rất quan trọng. Đó là gì? Đó là ngôi nhà đấy sẽ có lộc và mối quan hệ rất là rộng lớn, nhưng là tổn đinh. Người nhà hết sức ngạc nhiên mà sao thầy có thể biết được điều đó. Thì tôi mới nói rằng là nhà anh hạng cái hạng rất là lớn và chủ nhà thú thật rằng là hai con trai tử ở tầng 3. Đấy, đó là ngôi nhà của nhân dinh. Vậy cho nên là cái vị trí nhà, vị trí đất nó cực kỳ quan trọng với hình thế bên ngoài. Hình thế bên ngoài. Chính vì vậy mà khi mọi người mua đất mua nhà hãy cố gắng nghiên cứu cho kỹ rồi hãng mua.
cố gắng nghiên cứu cho kỹ cửa hàng xây dựng, đừng vội vàng thấy đẹp thấy thích mà ta tập kết vật liệu xây dựng ngay. Đến khi mà đang xây dựng mà gặp vấn đề gì đó thì mời thầy mời chuyên gia đến thì rất khó để chỉnh sửa. Thế vừa rồi tôi đã chia sẻ xong nội dung về cách chọn đất làm nhà. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu sâu hơn hay là có mời một chuyên gia nào đó thì quý vị có cách thức và phương pháp để gì để hỏi người ta. Đấy, để hỏi người ta là chọn mảnh đất như thế này đạt được những yếu tố gì, và người ta sẽ phân tích cho mình và mình sẽ yên tâm hơn khi làm nhà. Chào và hẹn gặp lại các bạn.